Kính thưa quý vị, trở lại với chương trình giới thiệu các hoa hậu từng là sứ ngôn viên của đài truyền hình Việt Today. Chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị một gương mặt khá ái tiếp, đó là sứ ngôn viên hoa hậu Miss and Mrs. USA năm 2022, cô Nhã Vân. Xin chào Nhã Vân. Xin chào anh Bảo. Trước tiên, Nhã Vân xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Nam Minh và anh Quốc Bảo đã mời Nhã Vân đến tham dự chương trình này. Không biết tự nhiên năm nay là một cái điều cảm thấy rất là may mắn cho riêng cá nhân chúng tôi khi bước sang năm Quý Mão. Thì trong cái show Thâu Đêm Giao Thừa ngày hôm nay đó, thì có được hân hạnh ngồi nói chuyện với hai vị hoa hậu. Vậy thì câu hỏi đầu tiên là xin Nhã Vân giới thiệu một đôi nét về bản thân của mình. Nhã Vân sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Thì ở Việt Nam thì sau khi ra trường đó, công việc đầu tiên của Nhã Vân đó là làm việc cho đài truyền hình Sài Gòn. Nhã Vân là một phát thanh viên đọc bản tin thời sự và bản tin dự báo thời tiết hàng ngày. Sau đó thì Nhã Vân chuyển sang làm cho hãng hàng không Vietnam Airlines, là một tiếp viên hàng không cho các đường bay quốc tế. Thì trong suốt cái khoảng thời gian đi bay này, Nhã Vân có dịp đặt chân đến nhiều nước trên thế giới. Nhã Vân có dịp học hỏi và hiểu biết thêm về nhiều cái nền văn hóa và phong tục tập quán của nhiều nước khác nhau trên thế giới. Sau khi qua Mỹ định cư thì mãi rất là lâu sau, mười mấy năm sau thì Nhã Vân mới được cộng tác làm việc cho đài truyền hình Việt Today ở San Jose, là một phát thanh viên đọc bản tin thời sự điểm tin cuối tuần. Hiện giờ thì Nhã Vân đang làm việc cho Pacific Housing, là một công ty quản lý rất là nhiều các chung cư dành cho những gia đình có thu nhập thấp ở vùng Bay Area và Central California. Năm vừa rồi thì Nhã Vân có tham dự cuộc thi hoa hậu và đã đoạt được danh hiệu là Miss Vietnam USA năm 2022. Anh muốn ngừng tại đây. Vậy thì cái lý do nào, cái cơ duyên nào mà khiến Nhã Vân tham dự cuộc thi Miss Vietnam USA vậy? Nói đến cái cơ duyên mà đưa Nhã Vân đến cái cuộc thi này á, thì đến bây giờ Nhã Vân cũng không có tin được là mình đã dám mạnh dạn để nộp đơn đi thi. Mặc dù trước đây á, thì Nhã Vân đã từng làm việc trong phim trường ở mấy cái phòng thu âm, thu tiếng, nhưng mà ở trong đài truyền hình Sài Gòn. Nhưng mà Nhã Vân chưa bao giờ mà đứng trên sân khấu á. Vì vậy Nhã Vân có một cái nỗi, có một cái sự có nhút nhát và sợ hãi khi mà nếu mà mình đi tiêu hậu thì mình phải mang giày cao gót nè. Mình phải biểu diễn đi qua đi lại trước mặt ban giám khảo và đối diện trực tiếp với khán giả. Cho nên Nhã Vân rất là sợ, không bao giờ dám nghĩ là mình sẽ đi thi hoa hậu. Chỉ còn khoảng một vài tiếng đồng hồ nữa là chúng ta bước sang một năm mới Quý Mão năm 2023 rồi. Thì không biết là trong trường quay ngày hôm nay thì Nhã Vân có điều gì muốn chia sẻ với khán giả của đây thì mình biết chưa đây? Sắp đến giao thừa rồi, mình sẽ bước sang một năm mới. Thì Nhã Vân xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an bên gia đình và những người thân của mình. Thay mặt cho khán giả của đài truyền hình Việt Today, chúng tôi xin cảm ơn Nhã Vân, muốn chúc cho Nhã Vân lúc nào cũng giữ được cái nét đẹp duyên dáng của mình và chúc cho cuộc sống của Nhã Vân có nhiều khởi sắc hơn nữa nhé. Cảm ơn quý bảo. Chào, xin chào.